chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Thư. Hôm nay tôi xin chia sẻ với chủ đề những câu chuyện hay phần 3. Câu chuyện thứ nhất, chiếc lược yêu thương. Một ngày nọ, một người vợ có mái tóc dài bảo chồng hãy mua cho bà một chiếc lược mới để bà chải tóc cho được gọn gàng hơn. Người chồng đã xin lỗi và từ chối bà. Ông nói rằng mình còn không đủ tiền để sửa chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng. Người vợ nghe vậy và không nói gì thêm. Hôm sau chồng đi làm, ông qua tiệm đồng hồ và bán chiếc đồng hồ của mình với giá rẻ để mua chiếc lược mới cho vợ. Buổi tối ông vui vẻ ngồi đợi vợ ở nhà với chiếc lược mới trên tay. Tuy nhiên một lúc sau ông vô cùng sửng sốt khi thấy vợ xuất hiện với một mái tóc ngắn. Thì ra bà đã bán mái tóc của mình để đi mua cho ông chiếc dây đồng hồ mới. Những giọt nước mắt rơi trên má của họ không phải vì những việc họ làm là vô ích, mà là vì tình yêu sâu sắc họ dành cho nhau. Đó các bạn, đây là câu chuyện nói về tình cảm người vợ dành cho người chồng và người chồng dành cho người vợ. Là trong cái đời sống hiện đại, chúng ta sống vội, chúng ta sống vàng vì công việc nó lôi cuốn chúng ta, vì mưu sinh kiếm tiền nhiều khi chúng ta quên những người thân thương chúng ta. Như các bạn thấy trong câu chuyện, người vợ cắt mái tóc mình bán để mua dây đồng hồ cho chồng, và người chồng bán đồng hồ để mua cái lược chải tóc cho vợ. Cuối cùng cả hai đều lo cho nhau. Câu chuyện đơn giản nhưng chúng ta sẽ rơi nước mắt. Câu chuyện thứ hai, con cú mèo và con chim gái. Con cú mèo gặp con chim gái, nói hỏi bác sắp đi đâu đấy. Cú mèo nói tôi sắp sang ở bên phương Đông. Tại sao làm đi lại làm như thế? Bởi vì ở đây người ta tôi nghe tôi kêu, người ta ghét, cho nên tôi phải đi chỗ khác. Chim gái nói bác có làm thế nào đổi tiếng kêu đi mới được, chứ không đổi tiếng kêu thì sang phương Đông người ta nghe tiếng bác người ta lại ghét bác thôi. Vì nhân tình đâu mà chả thế, cứ như ý tôi thì không gì bằng bác phải rụt cổ thu cánh suốt đời không kêu nữa là hơn. Đó các bạn, có những người họ phàn nàn rằng người này chê trách họ, người nọ chê trách họ, họ muốn đổi dùng khác nhưng mà bản thân họ không thay đổi. Các bạn hãy nhớ, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi là bí quyết của người thành công, và trong kinh doanh cũng vậy. Các bạn hãy nhớ, môi trường kinh doanh luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt, và môi trường kinh tế xã hội cũng vậy. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn thay đổi. Câu chuyện kế tiếp, đồng tiền và mặt trái. Một cô gái hỏi ông lão bán trứng bao nhiêu tiền một quả trứng vậy ông? Ông lão trả lời 1 đô 2 quả thưa cô. Cô gái đáp bán cho tôi 1 đô 4 quả, nếu không tôi không mua nữa. Ông lão được thôi cô lấy đi, đây là khởi đầu tốt vì có lẽ tôi sẽ chẳng bán được gì trong ngày hôm nay. Cô gái lấy trứng rồi hãnh diện bước đi. Cô cảm thấy mình đã trả được một món hời và đến một nhà hàng sang trọng gặp bạn bè. Ở đó cô cùng các bạn ăn bất cứ thứ gì họ muốn, tàn tiệc hóa đơn của họ lên tới 420 đô la. Cô gái đưa 500 đô la cho chủ nhà hàng và bảo không cần phải trả lại. Sự việc có vẻ giản đơn nhưng lại thật đau khổ với ông lão bán trứng. Nhiều người chúng ta luôn hào phóng với những người giàu có mà lại quên đi tình người với những người khốn khổ đó các bạn. Cô gái này ông lão bán 1 đô 2 trứng gà, nhưng cô ta trả giá ông ta phải bán đến 4 trứng. Nhưng khi ăn nhà hàng 420 đô la, cô ta hào phóng cho nhà chủ nhà hàng 80 đô la. Đó là một sự bất công, đó là một sự mặt trái, đó là một cái vấn đề xử lý nó không hợp lý. Và nếu mà suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy rơi nước mắt. Và câu chuyện kế tiếp, hạnh phúc trong hiện tại. Một người đàn ông già sống trong ngôi làng nhỏ, cả làng cảm thấy phiền vì ông ta luôn phàn nàn, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy tâm trạng u ám. Càng ngày ông ta càng khiến mọi người xung quanh khó chịu, ông luôn khiến những người gặp mặt ông đều cảm thấy bất hạnh. Vì thế tất cả những người trong làng đều cố gắng hết sức để tránh đối mặt với ông ta. Nhưng một ngày nọ, khi một ông già bước sang tuổi 80, mọi người ngạc nhiên bởi tin đồn hôm nay là ngày hạnh phúc đối với ông già. Ông không phàn nàn bất cứ điều gì, ông không hề nhăn nhó, thậm chí còn cười tươi rất nhiều. Dân làng tụ tập quanh người đàn ông mà nói điều gì đã xảy ra với ông như thế. Không gì đặc biệt cả, 80 năm qua tôi đã cố gắng theo đuổi hạnh phúc nhưng không có gì cả. Tôi vừa quyết định sống mà không cần hạnh phúc, chỉ cần tận dụng hiện tại mà thôi. Thật ngạc nhiên, đó là cũng lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Các bạn hãy nhớ, hạnh phúc không phải là điểm đến mà là một hành trình. Vì vậy các bạn nhớ, những ai cứ đi tìm mãi tương lai, những ai cứ đi tìm mãi mục đích mà quên hiện tại, bạn ấy đã sai lầm. Chúng ta hãy sống về thực tại, chúng ta chiến đấu trong hiện tại để đi đến tương lai tốt đẹp hơn, nhưng hãy luôn luôn hãy sống trong hiện tại. Câu chuyện kế tiếp, đừng mãi buồn rầu. Một người trong ngôi làng thường tìm đến một nhà thông thái để xin lời khuyên các vấn đề trong cuộc sống.
Nhiều người đến nhiều lần để than phiền về một vấn đề trong cuộc sống. Một ngày, nhà thông thái quyết định kể một câu chuyện cười và khiến tất cả mọi người cười phá lên. Vài phút sau, ông lại kể câu chuyện cười đó một lần nữa, nhưng chỉ có một vài người mỉm cười. Sau đó, nhà thông thái kể lại câu chuyện lần thứ ba, nhưng không còn ai cười nữa. Lúc đó, ông ấy mỉm cười nói rằng, bạn không thể cười khi nghe một câu chuyện cười ba lần. Vậy tại sao bạn lại khóc vì cùng một vấn đề nhiều lần như vậy? Đây là một bài học các bạn hãy nhớ. Đừng mãi buồn rầu, đừng mãi than phiền, đừng mãi càm ràm trong một vấn đề nó quá nhiều lần. Sư tử, câu chuyện kế tiếp. Sư tử tham thì thông. Đó là một ngày vô cùng nóng nực và con sư tử cảm thấy rất đói. Nó lang thang kiếm mồi nhưng chỉ tìm thấy một con thỏ nhỏ. Tuy nhiên, khi định vào mồi, sư tử phân vân một chút rằng con thỏ nhỏ không đủ để nó no bụng. Đúng lúc đó, sư tử thấy một con nai đang đến gần. Nó nghĩ thay vì vồ con thỏ nhỏ bé kia, ta sẽ bắt được con nai đó. Sư tử để con thỏ chạy thoát và đi theo con nai, nhưng cuối cùng con nai cũng biến mất trong rừng. Sư tử quay lại chỗ cũ, nhưng con thỏ cũng đã biến mất lâu rồi. Bài học các bạn hãy nhớ rằng nếu chúng ta tham quá nhiều, chúng ta không có biết tận dụng những gì trong tầm tay chúng ta, mà chúng ta đi đuổi hình bắt bóng thì chúng ta sẽ thất bại. Câu chuyện kế tiếp, ôm cây đợi thỏ. Một người đất sống đang cày ruộng, giữa ruộng có một cây to. Có một con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn cứ ngồi khư khư ôm gốc cây mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy ai cũng chê cười. Thế này các bạn, ôm cây đợi thỏ là một mẫu chuyện khi các bạn có một cái cơ hội, bạn có một may mắn đến một lần. Rồi bạn cứ mãi mê cứ chờ cơ hội khác đến cũng cái kiểu đó. Vì thay vì ôm cây đợi thỏ, bạn hãy tìm cách, bạn hãy gieo trồng mãi may mắn, bạn hãy tìm cơ hội, bạn hãy phát triển bản thân để công cụ kinh doanh, công việc làm ăn mình phát triển hơn. Trên đây là những mẫu chuyện liên quan về cuộc đời, liên quan về bản thân. Có nhiều giá trị. Nếu bạn thấy video clip này hay và giá trị, hãy like, comment, đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Tư. Cảm ơn các bạn.